vào lớp 10. Bố mẹ căng thẳng, ngày hơn 10 lần đưa đón con, tranh thủ ăn trên xe lúc bố mẹ chở đi ôn thi. Ngủ gục trong giờ học. Vậy làm cách nào để có thể giải tỏa stress trước kỳ thi khốc liệt này? Câu trả lời sẽ có trong tọa đàm Đồng hành cùng con giảm căng thẳng khi thi vào lớp 10 trung học phổ thông. Tọa đàm có sự tham gia của chuyên gia tâm lý, nhà văn Trang Hạ, cô Trần Hằng, giáo viên bộ môn văn trường trung học cơ sở Thăng Long, Hà Nội, chị Hoàng Trà My, phụ huynh học sinh có con chuẩn bị thi vào lớp 10. Kính mời quý vị và các bạn đón xem vào lúc 11 giờ thứ hai, ngày 22 tháng 4 trên báo Phụ nữ Việt Nam điện tử phụnuviệtnam.vn.